Những vi phạm trong công tác phòng chống dịch tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Huế, nếu không được chấn chỉnh kịp thời, sẽ tiềm ẩn nguy cơ trở thành những ổ dịch. Chung tay xây dựng nhà ở cho người có công, hoạt động thấm đậm nghĩa tình luôn được các cấp các ngành quan tâm, dành nguồn lực thích đáng. Gặp gỡ với Lê Quang Huy, một trong ba thí sinh đạt điểm 10 môn ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua, để chia sẻ niềm vui và những ước mơ của cậu học trò trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ này. Kính chào quý khán giả của Huế Ngày Mới. Vừa rồi là phần điểm những thông tin chính sẽ có trong chương trình Huế Ngày Mới sáng nay, thứ Tư ngày 28 tháng 7. Bây giờ là thông tin chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, xác định công tác xây dựng đảng là trọng tâm, huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế biển, thực hiện tổ công tác quy hoạch thu hút các nhà đầu tư lớn có tiềm năng. Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Vang vào sáng qua. Cùng chiều buổi làm việc còn có trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Phan Xuân Toàn và trưởng ban dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài, lãnh đạo các sở ban ngành. Báo cáo tại buổi làm việc với Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, Bí thư Huyện ủy Phú Vang Trần Gia Công cho biết, dịch bệnh COVID-19 gây ảnh hưởng không nhỏ trong chiều hướng phát triển của huyện, nhưng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, nên tình hình sản xuất kinh doanh từng bước được phục hồi, thích ứng trong tình hình mới. Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Vang đã lãnh đạo chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động có hiệu lực hiệu quả với chủ trương cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Sau khi nghe ý kiến thảo luận trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Vang, ý kiến đóng góp của các sở ban ngành liên quan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ, quân và dân Phú Vang. Đó là đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đề ra, thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Vang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chỉnh đốn đảng, sắp xếp bố trí ổn định tổ chức bộ máy từ huyện đến cơ sở, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung rà soát việc quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy, điều chỉnh các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 15 nhiệm kỳ 2020-2025 phù hợp với tình hình thực tiễn của huyện sau khi thực hiện nghị quyết 1264 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng như nghị quyết 54 của Bộ Chính trị để có những quan điểm phát triển phù hợp với tình hình mới, giai đoạn mới. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cũng nhấn mạnh phải xây dựng Phú Vang là địa phương phát triển mạnh về kinh tế biển, du lịch và thủy sản. Phát triển vùng đầm phá gắn với xây dựng nông thôn mới, sản phẩm chủ lực để nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người nông dân. Trước khi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Vang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã đi kiểm tra thực tế tại các dự án của công ty CP Tam Giang, đó là dự án khu khách sạn, dịch vụ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng và khu vui chơi giải trí tổng hợp Tam Giang, khu sân golf quốc tế Vinh Xuân của tập đoàn BRG đang triển khai tại các xã Vinh Thanh, Vinh Xuân. Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương, chiều qua Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo huyện Quảng Điền liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2021. 6 tháng đầu năm 2021, huyện Quảng Điền đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nên đã đạt được những kết quả tích cực. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đến nay, hai xã phấn đấu thực hiện hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2021, đạt 16 trên 19 tiêu chí. Hiện đang trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản có nhiều chuyển biến. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 93 tỷ 500 triệu đồng, bằng 76% dự toán. Quảng Điền tập trung triển khai phương hướng nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2021 với mục tiêu toàn diện, đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, thực hiện có hiệu quả đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã đánh giá cao sự nỗ lực quyết tâm của huyện Quảng Điền trong thời gian qua, đã chủ động phát triển kinh tế xã hội tại địa phương và đã có những kết quả đáng khích lệ. Trong đó, sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới có nhiều khởi sắc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, các ngành cần quan tâm, đồng hành, hỗ trợ huyện Quảng Điền trong phát triển cơ sở hạ tầng, chủ trọng thu hút, kêu gọi đầu tư vào địa bàn.
Dự kiến trong những ngày tới, Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục đón nhận nhiều công dân từ vùng dịch trở về địa phương. Nhằm tăng cường phòng chống dịch COVID-19, sáng ngày 27 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã đi kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly dân sự tập trung trên địa bàn huyện Quảng Điền. Huyện Quảng Điền đã huy động các lực lượng sắp xếp tổng dọn vệ sinh tại các cơ sở trường học của 11 xã thị trấn trên địa bàn để làm khu cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Mỗi khu cách ly tập trung có khuôn viên thoáng đãng gồm 8 phòng, được bố trí 50 giường, đủ đáp ứng cho trên 50 người vào cách ly theo dõi. Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện cũng bố trí nhân lực, vật tư y tế, các đồ dùng cần thiết phục vụ cho các cá nhân được cách ly theo dõi. Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị trong công tác phòng chống dịch của các địa phương trên địa bàn huyện, đồng thời chỉ đạo các đơn vị cần xây dựng phương án cụ thể, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đầy đủ để tránh bị động trước các tình huống xấu có thể xảy ra. Cần phải chú trọng công tác đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực nhà ở, khu sinh hoạt của người cách ly, chú trọng chăm lo bữa ăn cho các công dân thực hiện cách ly và cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ. Trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh cùng lãnh đạo các đơn vị liên quan đã đi khảo sát một số địa điểm để sẵn sàng kích hoạt các khu cách ly tập trung trong thời gian tới. Đoàn đã đến khảo sát tại các địa điểm Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh tại huyện Phú Vang, khu du lịch Minh Viện Lăng Cô huyện Phú Lộc, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, phường An Tây thành phố Huế và phân hiệu Đại học Tài chính Kế toán tại Huế, phường Phú Thượng thành phố Huế. Qua khảo sát thực tế, một số địa điểm cơ bản đảm bảo các điều kiện để thành lập khu cách ly tập trung như Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế và phân hiệu Đại học Tài chính Kế toán tại Huế. Đối với Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế thì có thể trưng dụng vị trí giảng đường và cả khu nhà ở của học viên để cách ly với số lượng khoảng gần 1.000 công dân. Đối với Đại học Tài chính Kế toán tại Huế, Ban giám hiệu nhà trường cho biết khả năng tại đây có thể tiếp nhận được gần 1.400 công dân đến cách ly. Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh đánh giá tinh thần phối hợp của các đơn vị khi sẵn sàng hỗ trợ tỉnh các địa điểm cơ sở vật chất để thành lập khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19. Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lực lượng y tế sớm tham mưu phương án, giải pháp cụ thể để có thể sẵn sàng kích hoạt, đưa vào hoạt động cả khu cách ly đã đủ điều kiện. Đối với những địa điểm cơ sở vật chất chưa đảm bảo thì đưa vào kế hoạch dự phòng. Phó Chủ tịch tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục ra soát các địa điểm cơ sở vật chất hiện có trên địa bàn để sẵn sàng kích hoạt cả khu cách ly đến cấp phường xã. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đảm bảo vận hành cả khu cách ly tập trung hiệu quả, thực hiện nghiêm quy trình, không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Thưa quý vị và các bạn, khi có sự vào cuộc, tăng cường kiểm tra của lực lượng chức năng thì các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch. Thế nhưng, khi vắng bóng lực lượng chức năng, tình trạng này lại xuất hiện, nhất là vào mỗi dịp cuối tuần. Với tâm lý chủ quan của các cơ sở kinh doanh và cả thực khách, thì những cơ sở này tiềm ẩn nguy cơ phát sinh thành những ổ dịch. Phóng sự phản ánh của các phóng viên Nguyễn Hiếu, Minh Tuấn. Khu vực quy hoạch Kiểm Huế, địa bàn giáp ranh giữa ba phường Phủ Hội, An Đông và Xuân Phú. Hàng loạt nhà hàng, quán bia tấp nập thực khách. Theo quy định, để được hoạt động thì cả cơ sở này phải đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch và chỉ hoạt động 50% công suất. Tuy nhiên, điều dễ dàng nhận thấy là rất khó có thể tuân thủ theo cả quy định trên. Qua đây thì mình sẽ giãn cách bớt và hạn chế lượng khách hàng bớt. Tại vì cái này là do cuối tuần đó, cho nên mình cũng kiểm soát được thôi, chỉ mình rút kinh nghiệm. Có thể thấy ý thức của người dân và các cơ sở kinh doanh trong việc tự bảo vệ sức khỏe, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch cũng còn những hạn chế nhất định. Việc chủ quan lơ là trong thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19 hiện nay không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe cá nhân người dân mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. Mình phải thực hiện chứ, vì là nếu đúng quá thì mình cũng phải là cho để đi quảng khác bởi cái giảm tải được đi. Rồi khi nào là quảng thiếu người trở lại thì mình cho khách vào. Tôi phải có người trực để mà dùng cái bảo vệ để mà dừng dắt chứ. Chứ còn làm như thế thì hơi phức tạp. Mà lỡ dịch bệnh mà sẽ gây ra thì nhiều khi phong tránh là không kịp. Khi gặp ý với cả quản nhau nên chấp hành đúng theo luật pháp của nhà nước thôi. Nên giãn cách ra thì giảm bớt đi. Giảm bớt để đừng ảnh hưởng đến những người khác. Tình hình thấy dịch bệnh như các nơi thấy phức tạp, ở Huế mình cũng đã có rồi. Cho nên mỗi người dân mình là phải tuân thủ theo đúng pháp luật của nhà nước thôi. Trong thời gian tới, phường sẽ tiếp tục tăng cường, mà đặc biệt là cái công tác tuyên truyền vẫn tiếp tục
ngoài cái cam kết là cơ sở đã thực hiện, tuy nhiên một số cơ sở mà không thực hiện nghiêm thì phải có cái răn đe để mà xử phạt, để mà thực hiện xử lý nghiêm các trường hợp đảm bảo cho cái công tác phòng chống dịch trên địa bàn phường. Thưa quý vị và các bạn, việc không đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh tại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Huế đã làm tăng nguy cơ tạo thành những ổ dịch nếu như dịch bệnh xảy ra. Để ngăn chặn đẩy lùi hoàn toàn dịch COVID-19, rất cần sự chung sức đồng lòng của tất cả mọi người, trong đó đòi hỏi mỗi cá nhân cần tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, tuyệt đối không chủ quan lơ là trong phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn để phát hiện kịp thời, nhắc nhở và xử phạt nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh. Chăm lo cuộc sống vật chất và tinh thần cho các gia đình thương binh liệt sĩ, người có công, vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm của thế hệ hôm nay, như một phần để đền đáp những mất mát hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân của các thế hệ cha ông. Với ý nghĩa đó, thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã dành nguồn lực thích đáng để sửa chữa, xây dựng nhà cho người có công, gia đình chính sách. Từ sự hỗ trợ này, các gia đình có điều kiện phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Ông Phạm Văn Toàn là thương binh hạng 4/4, có cuộc sống khó khăn, kinh tế gia đình chủ yếu từ trồng lúa. Thu nhập bấp bênh nên cho dù căn nhà đã xuống cấp, nhưng bao năm qua, ông vẫn chưa có cơ hội để sửa chữa. Năm 2019, gia đình ông được hỗ trợ 40 triệu đồng từ quỹ đền ơn đáp nghĩa của huyện Phong Điền cùng số tiền vay mượn đã xây mới ngôi nhà khang trang như thế này. Cũng rất hài lòng đối với nhà nước quan tâm với những người có công, những người kháng chiến, sau thời bình mà nhà cửa chưa ổn định, nếu ai xây từ móng trở lên thì được 40, mà ai sửa chữa nhà tức là 20 để sửa lại cho đẹp. Vậy theo chính sách của nhà nước thì rất cảm ơn nhà nước nhiều. Nhiều hộ gia đình chính sách, người có công sau khi được hỗ trợ làm nhà đã vượt khó vươn lên, tập trung phát triển kinh tế, đời sống không ngừng được cải thiện, con cái được học hành. Đó cũng là động lực để các địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào xã hội hóa các hoạt động chăm lo cho người có công, hộ gia đình chính sách, trong đó có việc hỗ trợ sửa chữa và làm nhà ở, nhằm chăm sóc ngày càng tốt hơn về vật chất tinh thần cho người có công với cách mạng. Trước thì gia đình tôi ở dưới nương thấp thì nó lụt bão sợ, nhưng mà từ ngày lên đây như thì nhà có nhà nước hỗ trợ rồi sửa là nhà cửa đàng hoàng thì chứ không sợ lụt bão gì hết. Cấp trên nữa thì nhớ đến ông mà cho ông thì cũng là vì cũng cảm ơn thôi, chứ cũng có chi hết, cảm ơn nhà nước thì cũng có cái gọi gì đấy là chứ mình mong muốn hết chưa trong sửa cái nhà rồi thôi đó. Đây cũng trong đang cực khổ quá đi. Là vấn đề về nhà ở cho các đối tượng có công. Hiện tại thì trên địa bàn xã thì một số nhà là họ người có công là đã xuống cấp nên cần đề nghị là cấp trên quan tâm hơn nữa về hỗ trợ nhà ở, kinh phí hỗ trợ kinh phí nhà ở cho đối tượng người có công, vì hiện tại nhà đã xuống cấp trong khi thì mùa bão lũ đã đến gần. Hiện nay, toàn tỉnh có trên 110.000 người có công với cách mạng, bao gồm anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, mẹ Việt Nam anh hùng liệt sĩ thương binh Bình Binh, cán bộ hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng. Mới đây, pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi bổ sung nhiều chế độ ưu đãi đối với người có công và gia đình người có công với cách mạng. Đáng chú ý là các chế độ mới được bổ sung như miễn giảm tiền sử dụng đất ở, chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở, hỗ trợ cải thiện nhà ở. Những chế độ mới được bổ sung này sẽ góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người có công và gia đình người có công với cách mạng. Đảng và nhà nước thông qua quỹ đền ơn đáp nghĩa cũng như các cái tổ chức xã hội hỗ trợ thì tổ chức sửa chữa nhà cửa rồi xây dựng mới các cái nhà cửa để cho người có công có nơi ăn ở cho đoàn hoàng thoải mái. Ngoài ra thì các cái chế độ chính sách hỗ trợ thêm thì người có công trong những năm qua thì có những cái sự cải thiện đáng kể, rất là tốt.
Những ngôi nhà vườn chài dành cho các gia đình chính sách, người có công thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước và mỗi người dân được sống trong thời bình. Đó cũng là nguồn động viên rất lớn giúp gia đình người có công và thân nhân có thêm niềm tin và nghị lực tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thưa quý vị và các bạn, sau 10 năm vắng bóng, năm nay ngành giáo dục và đào tạo Thừa Thiên Huế đón nhận tin vui, có thí sinh điểm 10 môn ngữ văn. Lê Quang Huy cũng là một trong ba học sinh của cả nước đạt số điểm tuyệt đối môn thi này. Trong phóng sự ở phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ, chia sẻ niềm vui và những ước mơ của cậu học trò trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ này. Với Lê Quang Huy, học sinh lớp 12B1 trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, ngữ văn là môn học yêu thích. Trong 14 trang giấy thi, trong bài thi môn ngữ văn năm nay, Huy đắm chìm vào dòng cảm xúc của bản thân, viết ra những suy nghĩ, đề cập đến những điều tưởng như nhỏ nhặt nhưng lại thú vị của cuộc sống muôn màu. Quang Huy cho rằng, để làm tốt và đạt điểm cao trong môn thi này, học sinh phải có niềm yêu thích với các tác phẩm văn chương. Đề thi năm nay em tâm nhất là phần nghị luận xã hội, đó là phần nói về cống hiến. Bởi vì trong nghị luận xã hội thì em cũng đưa một dẫn chứng nói về là nhân dân Việt Nam ta cùng nhau làm tình nguyện viên ra chống dịch ở Bắc Giang và sống trong một cái thời kỳ dịch bệnh đang hoành hành này, thì mình cũng cảm thấy rất là tự hào về điều đó. Đó là một sự cống hiến một sự cống hiến to lớn mà nhân dân Việt Nam đem lại cho Bắc Giang và cho Tổ quốc. Là học sinh giỏi cấp tỉnh môn ngữ văn và thường xuyên đạt điểm số cao trong các kỳ thi thử, tuy nhiên đây là lần đầu tiên Huy đạt điểm tuyệt đối trong các bài làm của mình. Chia sẻ về bí quyết trong học tập, Quang Huy cho biết, em luôn cố gắng nắm bắt hết kiến thức của thầy cô truyền đạt, ghi nhớ những luận điểm quan trọng trong mỗi tác phẩm văn học và tự liên hệ mở rộng với các tác phẩm khác để có cơ sở so sánh đối chiếu. Cách học này đã giúp Huy làm tốt ở phần nghị luận văn học trong bài thi của mình. Không chỉ phân tích nội dung nghệ thuật cơ bản của tác phẩm, Huy còn liên hệ mở rộng với các tác phẩm khác để vừa làm dẫn chứng, vừa khiến bài làm phong phú hơn. Trước đó là khi Huy về kể với bài làm của mình thì mình cũng đã đoán trước được Huy sẽ giành một số điểm rất là cao. Nhưng mà mình không ngờ là Huy có thể đạt được một điểm tuyệt đối như vậy. Nhưng mà nói như thế không có nghĩa là Huy không xứng đáng. Mà cái quá trình học của Huy thì Huy là một cậu học trò rất là siêng năng và có một niềm say mê rất là lớn đối với bộ môn văn học. Cái sự nỗ lực của em và mình nghĩ là đạt được đền đáp và cái 10 điểm đó nó hoàn toàn xứng đáng đối với Huy. So với năm ngoái thì chất lượng học sinh của nhà trường năm nay tăng một cách đáng kể. Về từ học sinh giỏi là chúng tôi cũng có được 4 giải học sinh giỏi cấp tỉnh ở các môn. Năm nay tốt nghiệp thì chúng tôi cũng đỗ tốt nghiệp, học sinh chúng tôi đỗ tốt nghiệp 100%. Và trong đó có đặc biệt là có môn văn của em Quang Huy là môn văn được điểm 10 trong 3 em trên toàn quốc. Ngoài ra có 10 em cũng có điểm 10 ở các môn hóa, sinh, ngôn ngữ và môn công dân. Đó là một niềm vui cho thầy và trò, cũng là một động lực cho chúng tôi cho những năm tới tiếp tục cố gắng trong dạy và học. Với tổng điểm của 3 môn thi khối D là 27,2 điểm, cùng với niềm yêu thích sách báo, đam mê văn chương, Quang Huy dự định sẽ theo học khoa báo chí, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Thành phố Hồ Chí Minh. Khi được học về khoa báo chí, mình sẽ làm được nhà báo thì mình sẽ được tính em là có thiếu xu hướng chủ nghĩa sĩ trị, nên là em muốn đi khám phá mọi nơi, đi lấy tính và mình sẽ cảm nhận được cái cuộc sống của mình đẹp hơn qua những cái lăng kính riêng của mình, chứ không phải là kiểu đó mình sống gò bó. Với ước mơ là một phóng viên trong tương lai và hành trang mang theo là niềm đam mê văn học cũng như sự siêng năng cần cù trong học tập, tin chắc rằng Quang Huy sẽ thực hiện được ước mơ của mình, trở thành một nhà báo để viết nên những điều thú vị trong cuộc sống. Còn bây giờ, như thường lệ, kết thúc chương trình Huế ngày mới sáng nay là những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau. Tại Thừa Thiên Huế, trong hôm nay do ảnh hưởng của rìa nam rãnh thấp có trục qua Bắc Bộ và gió Tây Nam hoạt động mạnh nên mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối có dông vài nơi, nhiệt độ dao động từ 37 đến 39 độ, độ ẩm trung bình từ 68 đến 75%. Cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy rừng, vùng ma lưới cấp 2, vùng Nam Đông cấp 3 cấp nguy hiểm, các nơi khác trong tỉnh cấp 5 cấp cực kỳ nguy hiểm. Thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4 cấp 5, sóng biển cao 0,5 đến 1,5 m.